công viên phía tây của thành phố Kamurocho. Ơi, có ai ở trong nhà không? Ai đấy? À rồi, là Kiryu phải không? Không ngờ anh vẫn còn sống đến tận giờ này cơ đấy. À mà, nhìn cô gái này trông xinh đẹp quá. Nhưng anh thật sự muốn dắt cô ấy đến một nơi như thế này sao? Xin lỗi, nhưng chúng tôi không còn chỗ nào để đi được nữa. Tôi mong là anh sẽ để chúng tôi ẩn náu ở đây trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Thôi được rồi. Xin lỗi, nơi này không có gì phù hợp để dành cho một cô gái. Nhưng có một cái đặc biệt là chỗ này bốc mùi thơm lắm. Tôi không cảm thấy phiền đâu. Xin lỗi vì đã phải nhờ anh ở tạm. Không, cô không có gì phải xin lỗi cả. Chỉ là Kiryu này, đây không phải là nơi để cô gái trẻ đẹp như thế này ở đâu. Tôi hiểu điều đó chứ. Tôi xin anh, chúng tôi chỉ ở đây đến khi nào anh trai tôi đến đón bọn tôi đi thôi. Chờ anh trai của cô sao? Phải, tôi có gọi cho anh ta nhưng anh ta không bắt máy. Vậy nên tôi phải đến chỗ anh ta để gặp mặt. Anh có thể ở lại đây cạnh cô ấy cho đến khi tôi trở về lại đây được chứ? Thế anh có biết anh trai cô ấy đang ở đâu không? Chắc là ở khu châu Á nhỏ. Cái gì? Ồ, vậy anh ta ở Kamurocho này à? Anh làm tôi cứ nghĩ là phải trông cô ấy dài ngày. Mà nếu anh ấy đang ở châu Á nhỏ, tại sao anh không mang cô ấy theo cùng luôn? Lý do là bởi gia đình Dojima. Trong lúc này người bị truy đuổi là cô ấy, chứ không phải tôi. Tôi không thể đưa cô ấy đi lung tung được. Tôi phải đảm bảo nơi đó an toàn cho cô ấy, không có loại trừ cho cả châu Á nhỏ. Người nhà Dojima bám theo cô ấy sao? Cô gái này á, để làm cái gì chứ? Tốt nhất là anh không cần biết. Cũng đúng, mà tôi vẫn nợ anh một khoản vì đã cứu tôi khỏi bọn đầu gấu hay đi săn cái bang đó. Vậy nên cứ để cô ấy cho tôi. Tại sao gọi Tachibana lại không nghe máy nhỉ? Mình sẽ tới châu Á nhỏ để kiểm tra xem anh ấy có ở đấy không. Anh là Kiryu-san đúng chứ? Tôi đến đây để gặp Tachibana. Tôi không gọi được cho anh ấy. Làm ơn hãy cho tôi đi qua. Tôi biết và tôi không phải ở đây để dừng anh lại. Ông Chen-san yêu cầu tôi chờ ở đây đến khi nào anh tới. Chen-san là cái ông già làng đó phải không? Đúng đó, theo tôi. Tachibana có ổn không vậy? Tự vào đó mà xem. Tachibana. Anh ta đang dần yếu đi rồi. Tình trạng của anh ta dạo gần đây càng ngày càng trầm trọng hơn. Anh ta cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy được một lúc, giờ thì ổn định hơn rồi. Xin lỗi vì đã không liên lạc được cho anh Kiryu. Giờ tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Các anh cứ thoải mái nói chuyện nhé. Tachibana. Tachibana, Makoto Makimura đã tới Kamurocho.
tôi đã gửi cô ấy cho một người vô gia cư. Ông ta hiện đang ở một cái lều tại công viên phía tây thành phố. Cô ta đang chờ anh đến đó đấy. Oda đã nói cho anh biết rồi sao? Về chuyện cô ấy chính là em gái của tôi ấy. Vậy tôi lại nợ anh một lời xin lỗi rồi. Tôi định kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Khi nó xong xuôi, tôi tưởng tôi đã nói rõ chuyện này với Oda rồi cơ mà. Tachibana. Sao? Oda, anh ta đã cố gắng để giết chết Makoto. Tôi sợ rằng tôi đang không hiểu anh nói về việc gì. Đó là điều cuối cùng tôi được nghe về Oda. Tôi không có thời gian để tìm anh ta sau khi chúng tôi rời khỏi Osaka. Tôi nghĩ rằng Oda đã không còn trên đời nữa rồi. Có thể là không còn nữa. Mọi thứ xảy ra đều là lỗi của tôi. Vào 2 năm trước, tôi đã chọn việc chạy trốn thay vì nắm lấy số phận của chính mình. Sự lựa chọn đấy đã làm cả mẹ và em tôi phải sống trong sự hỗn loạn, rồi điều đấy lại đến với cuộc sống của Oda. Tachibana, dòng máu chảy trong tôi đã khiến tôi trở thành một kẻ bị ruồng bỏ tại Trung Quốc. Họ gọi tôi là con quỷ người Nhật. Đằng sau câu nói đó là sự cay nghiệt về câu chuyện cuộc chiến chống lại Nhật Bản. Tôi lớn lên sợ hãi những người xung quanh, cho đến ngày tôi chạy trốn được khỏi vùng đất đó, bỏ lại mẹ và em chống chọi đơn độc tại đất nước Trung Quốc. Lớn lên bị người Trung Quốc ghét bỏ vì tôi là một thằng Nhật Bản, thì giờ tôi tới được Nhật Bản thì họ lại gọi tôi là một thằng Trung Quốc. Những ngày tôi ở Sotenbori, tôi đã tuyệt vọng trong việc cố gắng để sống sót tại đó, để bảo vệ chính bản thân mình để có sự tồn tại. Một khi anh bước chân vào giang hồ, cách duy nhất để tồn tại là phải ăn tươi nuốt sống những người quanh mình, leo lên cái thang được dựng lên bởi xương máu của người khác. Nếu chỉ trong một khoảnh khắc anh trở nên yếu đuối, thì họ sẽ ăn tươi nuốt sống anh ngay tức khắc. Tôi sống ở đây càng lâu, tôi càng trở nên vô cảm, mất hết khái niệm về việc nào là tốt, việc nào là xấu, hoặc những thứ cảm thấy hứng thú khác. Tôi đã biết rằng mẹ và em tôi đã đến Nhật Bản, tới Kamurocho. Việc đấy đã làm tôi rời khỏi Sotenbori, sử dụng tất cả sức mạnh và sự ảnh hưởng của bản thân để thiết lập các mối quan hệ tại Kamurocho, để tạo thành một mạng lưới kết nối thông tin với tất cả mọi người. Tôi sẽ làm gì khi tôi tìm thấy họ, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết một điều là tôi không thể nào sống nổi, nếu biết nỗi khốn khổ mà mẹ và em tôi đang phải trải qua, khi tôi bỏ rơi họ lại tại Trung Quốc. Tin cuối cùng mà tôi biết, đó em gái tôi đã biến mất khỏi Kamurocho trước lúc tôi tìm ra được thông tin về em ấy, thì mẹ và ông của tôi thì đã không còn nữa. Tin đó và còn một tin khác, đó chính là mảnh đất nhỏ tí đấy lại được giao lại cho em tôi. Cái mảnh đất vớ vẩn đó cũng lại trở thành mảnh đất quan trọng nhất trong dự án tái sinh thành phố Kamurocho này. Ý anh là mảnh đất trống đó? Đúng vậy, gia đình Dojima bắt đầu rót những khoản tiền khổng lồ vào việc mua lại các bất động sản thuộc dự án tái sinh của thành phố. Nếu kế hoạch của họ ra quả, Dojima sẽ giành lại số tiền đó gấp 10 lần. Nhưng kế hoạch của họ lại gặp trở ngại, đó là do có sự tồn tại của bãi đất trống. Từ đó em của tôi biến thành con mồi cho bọn giang hồ.
Đúng vậy, đấy chính xác là những gì chúng ta đang thấy hiện tại trước mắt. Đó chính là lý do tại sao khi tôi nhận ra được việc đấy, tôi đã liên lạc ngay tới ông Kayama, đội trưởng của nhà Dojima, đàm phán với ông ta để có thể giữ lại cái mạng của em gái tôi được an toàn. Vậy anh đã đạt được một thỏa thuận với ông Kayama à? Nhưng sao lại làm được như vậy? Bởi vì ông Kayama sợ Sohei Dojima trở nên mạnh hơn, hơn cả cái mức mà ông ấy có thể nắm giữ nổi trong tay. Sao cơ? Dojima có sự ảnh hưởng vượt xa cả giới hạn hiểu biết và khả năng phán đoán của ông ta. Kayama sợ rằng cơn thịnh nộ từ một gã vừa lùn vừa béo còn hay say xỉn sẽ rất khủng khiếp, vậy nên thứ quyền lực đó không phù hợp với ông ta. Nếu như Sohei Dojima có được mảnh đất trống, thì điều đó sẽ đạp thẳng ông ta tới một chỗ ngồi mới là quyền lãnh đạo trụ sở chính gia tộc Toyo. Rồi sau đó, ông ta trở thành chủ tịch đời ba của gia tộc Toyo, đến lúc đó thì ngay cả Kayama cũng không có quyền để ngăn cản ông ta lại. Vậy nên ông Kayama đã khuyên tôi nên tạo một công ty bất động sản từ những mối quan hệ kết nối mà tôi đã tìm và tạo ra. Nhờ mở công ty mà tôi có thể kiểm soát được mảnh đất trống trước khi gia đình Dojima kịp ra tay. Nó cũng là để bảo vệ em gái tôi. Nó cũng khiến công ty nắm được nhiều quyền lực nhất có thể trong trò chơi. Vậy công ty bất động sản Tachibana là ý tưởng của ông Kayama sao? Sự sinh ra của công ty bất động sản Tachibana cũng như những sự kiện xoay quanh khu đất trống đã diễn ra theo cách của ông Kayama Shintaro, một vở kịch hoàn hảo được viết bởi một thiên tài. Lý do duy nhất mà tôi và anh còn đứng được ở đây là vì ông ấy và tôi đã bắt tay với nhau. Tôi thì tìm được em gái mình, ông Kayama thì điều khiển được gia tộc Toyo từ đằng sau cánh gà. Dù sao thì, em của tôi, sau khi tôi bỏ lại gia đình như vậy, nếu em tôi có ghét tôi thì đó hoàn toàn là điều đúng. Vài ngày trước, Sera có thông tin với tôi rằng con bé đã bị mù cả hai mắt. Tôi nghĩ điều tốt nhất tôi nên làm là giữ lại sự thật và im lặng, không nên nói cho em gái biết rằng tôi là anh của em. Vậy giờ anh cảm thấy khác rồi à? Đúng vậy. Người phụ nữ mà anh vừa miêu tả đó là Makoto Makimura. Đó là em gái của tôi. Cô ấy là người em gái mà tôi nhớ mong từng ngày. Lý do mà em ấy ở Sotenbori này là để tìm được tôi. Chỉ vì một thằng như tôi mà em gái tôi vẫn đang cố để đi tìm tôi. Tachibana, Kiryu-san, tôi muốn đi gặp em gái mình. Tôi cần phải gặp Si Aokuya. Đó là lý do duy nhất tôi cố sống đến giờ này. Tôi không chùn bước nữa. Không bao giờ chùn bước nữa. Chờ đợi vậy là đủ rồi. Dù tôi đã nói rằng cô ấy không ghét bỏ gì anh cả, nhưng mà cô ấy vẫn cần sự giúp đỡ từ anh. Phải. Gia đình Dojima đang ở đây. Bọn họ bảo chúng tôi hãy giao Tachibana ra. Bọn họ biết anh ở đây rồi. Chuyện quái gì cơ? Tại sao mọi chuyện phải xảy ra vào lúc này chứ? Anh đứng dậy được không, Tachibana? Được. Hắn ta ở đây, Tachibana ở đây. Các anh đến đây vì Tachibana. Hè, mày cũng ở đây à, Kiryu? Đáng lẽ ra mày phải chết rồi chứ.
may quá chỉ có một nhóm bọn chúng biết ta ở đây. Nhưng họ đã biết chúng ta trốn ở đâu rồi, bọn chúng sẽ còn tới nữa. Đúng vậy, chúng ta nên luồn ra cửa đằng sau, lối đó ở phía này. Tôi không thể ở lại châu Á nhỏ thêm được nữa. Kiryu, chúng ta phải nhanh đến công viên phía Tây thôi. Đến chỗ gặp Makoto nhỉ? Miễn là Dojima vẫn còn theo đuổi mảnh đất trống đó, thì không có chỗ nào là an toàn cho em tôi cả. Cách duy nhất bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục giấy tờ sang tên chủ sở hữu mảnh đất đó. Có chuyện gì à? Chúng ta đang bị theo dõi. Sao cơ? Kiryu-san. Gặp đối thủ khó nhằn rồi đây. Anh biết thằng ấy à? Tôi gặp thằng ấy một lần trên đất trung thuộc bọn mafia. Hắn là sát thủ đỉnh cao, đáng gờm nhất mà tôi e ngại. Tên hắn ta là Lao Gui. Lao Gui sao? Kẻ giết người ở mảnh đất trống không thể chỉ là một tên nghiệp dư, vì nó phải được làm tới mức độ hoàn hảo nhất có thể để cảnh sát chỉ chú ý tới anh. Vậy nên phải cần một người cực kỳ chuyên nghiệp. Đối với Lao Gui thì việc đó cực kỳ dễ làm. Ý anh là sao? Nếu một sát thủ tầm cỡ như vậy làm việc cho gia đình Dojima, thì chắc hẳn hắn chính là người đứng phía sau dàn dựng vụ án giết người để đổ tội cho anh. Ra đây, Tachibana. Tao được lệnh mang mày đi, chứ không phải giết mày. Thằng ấy nói cái éo gì đấy? Nó bảo là nó chỉ muốn bắt sống tôi thôi. Kiryu-san, ở trong tình thế ngàn cân treo sợi bún bây giờ, chúng ta không mong thoát được khỏi Lao Gui. Hãy để tôi chiến một mình. Dù sao thì anh có thể là người trốn thoát một mình được. Làm ơn, hãy trông chừng cho em của tôi. Tachibana, đừng làm thế đừng. Mày hãy lịch sự và tao sẽ sống để mày bắt tao đi. Thằng kia không có trong hợp đồng, nó chả là gì với tao cả. Chết tiệt thật.
Ông là... Chen San. Tachibana đã bị gia đình Dojima bắt khoảng 3 tiếng trước rồi. Tôi đang cử người của tôi đi tìm họ, để xem họ đã đưa anh ta đi đâu. Có một tên đội phó nhà Dojima tên Shibusawa đã biết rằng Tachibana thường xuyên ghé thăm nơi này. Có vẻ như Oda là người tiết lộ thông tin này cho hắn. Vậy Shibusawa cứ để anh ta tự do cho đến tận bây giờ à? Oda chỉ là con chó của Shibusawa. Tôi đoán là ý định của hắn ta là cứ để Tachibana tìm ra Makoto Makimura, rồi mới nhảy vào và mang cô ta đi. Đó cũng là điều tôi làm nếu tôi là Shibusawa. Chết tiệt, nhưng ông có nghĩ là ông có thể tìm được nơi mà họ bắt anh ta ở đâu không? Tôi không thể hứa điều gì đâu, nhưng chúng tôi đang làm hết khả năng của mình. Tôi còn đang cân nhắc gửi người kế vị đi. Tôi thực sự muốn giúp anh ấy, thật đấy. Có lẽ anh đã biết. Mảnh đất trống đó là của ông nội Tachibana và Makoto Makimura. Tên ông ấy là Genzo Makimura. Thứ sau chiến tranh, xã hội khủng hoảng đã bắt buộc ông ấy phải bán hầu như hết những mảnh đất mà ông sở hữu. Nhưng theo tài liệu cho thấy ông ta đã thương lượng với 4 người mua khác nhau để cố tình chia mảnh đất lớn đó ra, để bán đất thành những lô đất nhỏ hơn. Rất có thể, ông ấy làm thế vì muốn giữ lại một phần đất nhỏ cho bản thân. Tại sao ông ấy phải làm vậy? Tại thời điểm đó, Genzo Makimura có một người con gái đang sống ở Trung Quốc. Tôi nghĩ là họ đã bị tách nhau ra. Đó chính là mẹ của Tachibana. Có thể ông ấy mong rằng mảnh đất đó là một mảnh để chỉ đường dẫn lối cho mẹ của họ tìm được ông nội. Mong bà ta sẽ đến Nhật Bản để tìm kiếm cha mình. Đó là điều đơn giản nhất mà tôi có thể làm nếu tôi trong địa vị của ông ấy. Nghe điên rồi nhỉ, tình yêu của một người cha dành cho con gái của mình lại bị vướng vào một nghịch lý. Nó chính giữa cuộc chiến giành quyền lực của các phe phái giang hồ. Nhưng đó không phải lỗi của Makimura. Chả có gì là sai khi muốn để lại một mảnh đất cho con cho cháu mình cả. Người đáng trách chính là bọn giang hồ. Điều đó nghe hợp lý chứ? Bây giờ là lúc gia đình Dojima sẽ tra tấn cực hình với Tachibana để ép anh ta khai ra Makoto Makimura đang ở đâu để bắt được lấy cô ta. Nếu như chúng tôi trực tiếp hành động chống lại Dojima, thì gia tộc Tojo sẽ bắt châu Á nhỏ phải hứng chịu một hậu quả gấp đôi đến mức nơi này sẽ không còn tồn tại được nữa. Tôi sẽ đi sớm nhất có thể, cho đến khi ông báo cho tôi biết là anh ta ở đâu, tôi sẽ đi cứu và mang Tachibana ra khỏi đó, cho dù có bất cứ giá nào. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi giúp anh chăm sóc vết thương đó. Dù cho vết thương ấy có tệ và đau đến mức nào thì anh vẫn phải giúp chúng tôi hoàn thành nốt việc này. Tôi đồng ý, ông có cản cũng không ngăn cản được tôi đâu. Rất tốt, chúng tôi sẽ liên lạc với anh khi có thông tin mới về địa điểm họ giấu Tachibana. Bây giờ anh đi và trông chừng cô em gái của anh ta đến lúc đấy nhé. Mình nên kiểm tra Makoto xem sao. Mình cũng chả làm được gì cho tới khi biết tin Tachibana đang ở đâu. Mình nên kiểm tra Makoto xem sao. Mình cũng chả làm được gì cho tới khi biết tin Tachibana đang ở đâu.
Shiryu. Gia đình Dojima. Chúng tôi đang tìm kiếm anh đây. Lãnh đạo bảo họ mệt mỏi vì chuyện vớ vẩn với anh rồi. Họ nói rằng là gặp đầu đánh đó. Ai chà, chết tiệt thật. Thực sự mày dự định là khi nào chết thế? Kể tao nghe, mày cảm thấy sao hả? Mày để Tachibana Chibana xui dại mày đối chọi lại nhà Dojima, rồi giờ thì mày được hứng chịu hậu quả rồi đấy. Tao đoán là giờ thằng Tachibana đang nằm khoảng 6 mét dưới lòng đất rồi, điều đó đúng chứ? Nishiki-yama. Nishiki. Mày không có bạn nào nữa rồi, hãy kết thúc chuyện này nào, Kiryu. Kiryu, Kuje đang tra tấn Tachibana. Nó chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi anh ta đưa thông tin mảnh đất trống cho hắn. Mày nghĩ mày còn hy vọng nào à? Giờ Tachibana ở đâu? Họ không nói cho mấy bọn lính lát như bọn tao đâu. Ngay cả tao có biết sao cũng không thể kể cho mày biết được. Đây chính là thứ làm chuyện này trở nên vui hơn đấy. Tuyệt vời, bọn tao sẽ làm nhân chứng về việc hai chúng mày đánh nhau đến khi một trong hai bọn mày chết nhé. Chuyện quái gì cơ? Chúng tôi sẽ nhường lại cho anh vinh dự này, Nishiyama. Anh có thể vượt lên đỉnh cao nhờ bước qua xác người anh em trí cốt của mình đấy. Tao phải nói với mày rằng, lũ giang hồ là cái bọn ngu ngốc như con trai của một con đĩ mà tao chưa bao giờ được nhìn thấy. Cái gì? Mày xúc phạm tao đấy à thằng khốn? Mày giải thích thế nào về cái ý nghĩa câu mày vừa nói cho tao nghe được không? Khi mà mảnh đất trống vào tay của Dojima, thì đến lúc đó cũng là thời điểm kết thúc của Kazama-san. Và chúng mày nghĩ tao sẽ ngồi đây để nhìn chuyện cứ xảy ra thế à? Tao chả quan tâm cái mông đó là của ai, tao sẽ đá vào cái mông đó để dừng việc này lại. Tao nói đúng không, Kiryu? Đần này, mày có nhận ra mày đang làm cái gì không? Tao bảo mày trước rồi mà, nếu mày theo tao thì mày sẽ câm mõm. Đối với tao, leo thứ hạng gia tộc Toyo sẽ không còn hứng thú nếu không có mày trong đó. Vậy nên mày cứ nói cái éo gì mà mày muốn, tao và mày vẫn là anh em chí cốt. Nishiki, mày sẵn sàng đi. Tao sẽ bám lấy mày cho đến khi cái chết sẽ hai anh em ta ra làm hai. Nếu mày đã quyết định thế, tao nghĩ tao không còn gì để nói. Mấy thằng đầu cờ này, chiến thôi, người anh em. Được, tới đây. Nào.
Nóng thật đấy, tao đã quên mất cái cảm giác được kề vai sát cánh bên mày nó bất bại như thế nào. Hè, đó là cảm giác anh em sát sườn cùng chiến đấu bên nhau đấy, người anh em. Nishiki, tao cần phải đến chỗ người vô gia cư ở công viên phía tây của thành phố. Makoto Makimura đang ở đó, cho tới khi chúng ta chưa mang được Tachibana quay về, tao và mày phải đảm bảo cho cô ấy an toàn. Vậy à, được, tao hiểu rồi. Sẵn sàng đi chưa? Này, Kiryu, tại sao mày vẫn còn sống được vậy? Điều này thật đáng kinh ngạc đó. Chắc do tao may mắn thôi. Và tao cũng có rất nhiều người giúp nữa. Tao mừng vì mày qua được điều đó, Bro. Chúng ta chưa thoát khỏi ngọn lửa đâu. Bây giờ người ta cần lo nhất đó chính là Tachibana. Tao hiểu rồi. Mày cứ nói tao sẽ làm hết khả năng được chứ. Chúng ta sẽ tới trại của người vô gia cư phải không? Nơi mày giấu Makoto Makimura ấy. Mày có bạn ở đấy hay đại loại kiểu thế à? Có chuyện gì à? Không chỉ là nghĩ về việc mày đã trải qua quá nhiều thứ như thế. Cái đêm mà chúng ta được ăn mì ramen cùng nhau cảm giác như đã lâu cả thế kỷ rồi ấy. Đúng là như vậy. Sau đó mày rời gia đình, nó sẽ không bao giờ còn được như trước nữa phải không? Tất cả những gì tao và mày có thể làm bây giờ là bước tiếp tương lai có thể chờ được. Phải, phải, mày nói đúng. Hình như bọn kia muốn trả thù kìa bạn ơi.
Nó khỏe thật đấy. Chờ đã nào anh bạn. Kiri-u-san, ồ, anh đi cùng ai nữa à? Có phải anh tôi không? Anh trai sao? Quên mất, tôi nên giới thiệu hai người với nhau để dễ dàng nói chuyện hơn. Điều này có hơi phức tạp một chút. Không, gia đình Dojima đã bắt được anh trai tôi rồi sao? Anh trai, khoan đã, Tachibana. Cô ấy là người sở hữu mảnh đất trống đúng không? Tại sao hai người bọn họ lại là anh em của nhau? Điều này điên rồ thực sự. Từng câu hỏi một lúc thôi, mà thật ra, quên mẹ nó đi, bây giờ chúng ta cần giải cứu cho Tachibana. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tôi sắp gặp được anh ấy rồi vậy mà. Người của Dojima đã bắt được Tachibana do lệnh của Shibusawa. Shibusawa sao? Hắn chính là người đã tấn công chúng ta ở Osaka, một trong những đội phó của gia đình Dojima. Bây giờ hắn ta hẳn là mối nguy hiểm đặc biệt mà họ còn vào lúc này. Nhưng anh trai tôi không phải là người mà họ cần. Gia đình Dojima cần tôi mà, phải không? Tôi xin lỗi, tôi đã thất bại khi giữ cho anh ấy được an toàn, nhưng tôi thề sẽ mang anh ấy quay lại, ngay cả có chết. Tôi có tin tức từ ông già ở khu châu Á nhỏ rồi, tôi phải đi gọi cho ông ấy đây. Để tao đi với mày. Kiri-san, làm ơn hãy giúp anh tôi, xin anh, tôi không thể mất anh ấy bây giờ. Tôi làm ngay bây giờ đây, cô sẽ sớm gặp lại anh ấy thôi, tôi hứa. Chúng ta phải nhanh lên, Kiri-u, nếu như bên châu Á nhỏ có thông tin Tachibana đang ở đâu, thì chúng ta phải đi gọi cho ông ấy ngay. Phải. Vậy chúng ta có thể tin người đứng đầu châu Á nhỏ không? Được, vì ông ta là người đã mang tao đi cứu chữa. Trong khoảnh khắc mà Tachibana phải bỏ lại tao với một cơ thể đang rỉ máu trong con hẻm của châu Á nhỏ đó. Nếu mà Chen muốn tao chết thì ông ta đã bỏ mặc tao ở đấy rồi. Với cả ông ấy cũng bảo tao là hãy cứu Tachibana. Tao hiểu rồi, tao đoán là họ không muốn mất anh ta. Dù sao tao cũng không thể tin được là anh ta và Makoto Makimura lại là anh em ruột của nhau đấy. Và cả hai anh em họ đều nằm trong danh sách cần phải thủ tiêu của gia đình Dojima phải chứ. May mắn trời đầy nhỉ, còn không có mong muốn được nhận nó. Đúng vậy, nhưng tao sẽ không để bọn giang hồ đó kéo họ xuống mồ như vậy đâu. Cả hai người họ chỉ muốn được đoàn tụ bên nhau mà thôi. Giờ họ đã ở trong cùng một thành phố rồi. Với cả nếu họ gặp nhau, vùng mảnh đất trống đó coi như là lo liệu ổn thỏa nhỉ. Nếu đó là kế hoạch của ông Kayama-san, thì đó đủ là lý do để tao và mày phải bán cả mạng bản thân cho chuyện này. Phải, tao trông cậy vào mày nhé, người anh em. Ông già ở khu châu Á nhỏ hẳn đã tìm ra được Tachibana, mình phải nhanh lên hoặc anh ta sẽ chết.
Chen-san, ông biết địa điểm họ giấu Tachibana ở đâu chưa? Một tòa nhà bỏ hoang bên cạnh mảnh đất trống. Tòa nhà cờ Risendo, trên đường Shichifuku, họ giữ anh ấy ở dưới tầng hầm. Tòa nhà cờ Risendo, tôi nhớ rồi, ở đó chỉ có 7 người thôi, nhưng Kuze cũng ở đó. Anh biết cậu ta mà đúng không? Biết. Hình như là Kuze đang phải làm theo lệnh của Shibusawa. Hình như cậu ta bắt đầu phục tùng Shibusawa còn hơn là phục tùng Aguano. Chắc cậu ta cũng không còn sự lựa chọn, vì việc đó hẳn sẽ làm hắn nguy hiểm hơn đấy. Tôi hiểu. Mạng của Tachibana là trong tay anh đấy, Kiryu-san. Nishiki, Tachibana ở tòa nhà cờ Risendo ở đường Shichifuku, Kuze cũng ở đấy nữa. Được rồi, chúng ta nên đi nhanh lên thôi. Được rồi, chúng ta làm việc này thôi, Kiryu. Đã nào anh bạn, bọn đó muốn chiến, tao nghĩ ta nên chiều họ. Mày sẽ không thoát được đâu. Chỗ này là tòa nhà cờ Risendo. Tachibana chắc hẳn phải ở đây nhỉ? Ừ, và ở dưới tầng hầm. Kiryu, một khi chúng ta đã vào thì sẽ không có đường lui. Mày đã sẵn sàng cho việc này chưa? Ừ, đi thôi. Vậy tiếp theo là gì đây? Con lợn thứ sáu. Ái chả, lỡ mất con lợn thứ bảy đi cùng với con thứ sáu rồi. Ngón tay và ngón chân.
Nó có rất nhiều các dây thần kinh trong đó, biến chúng thành một cách tuyệt vời để gây đau đớn đến tột cùng. Đúng là như vậy. Đến ngón tay và ngón chân, tao chỉ còn 8 cái thôi. Chúng mày nghĩ như thế là đủ với tao chưa? Để bắt tao phải nói ra. Mày cũng biết chế giễu bọn tao đấy thằng chó. Tại sao mày không ngoan ngoãn khai đi? Makoto Makimura đang ở đâu? Mày nên làm tốt công việc của mình, thay vì việc mày cứ sủi linh tinh đấy. Hoặc không, Shibu Sawa sẽ cho mày là thằng tiếp theo đấy. Mày không có nhiều sự lựa chọn nào nữa đúng không, Kuze-san? Con đĩ mồm thối. Chúng ta sẽ không có được gì nếu để hắn chết. Hay là việc hành hạ người khác là điều mày giỏi nhất hả? Nhưng hắn ta sắp chuẩn bị nói rồi. Mày vẫn không chịu hiểu à? Hắn không phải là kiểu người mày có thể có được điều mày muốn nhờ tra tấn. Hãy tìm một cách khác đi. Ông nghĩ là tôi có câu trả lời khác cho việc này à? Hả? Nhìn xung quanh đi, thưa ngài. Tôi tham gia vào giang hồ bởi vì tôi thích đánh người. Đó cũng chả phải lý do mà ông gia nhập sao? Bảo giang hồ phải sử dụng cái đầu của mình. Cơ thật, tại sao ông lại trở nên hèn như vậy chứ? Đó chính là lý do tại sao ông bị thông cho nát mông đấy. Cẩn thận cái mồm của mày đấy, con lợn. Nhìn mày, tao lại nhớ đến việc tại sao tao lại tham gia vào tổ chức. Để có thể đánh bại người khỏe hơn tao. Đó là lý do tại sao tao lại tham gia vào cuộc chơi này. Đừng có nhầm lẫn tao với một thằng rác rưởi như mày. Này, ông nghĩ cái éo gì đấy? Nếu thằng chó ngu nào giết anh ta trước khi tao có được thông tin, thì tao hứa thằng ấy phải bị tệ hơn cả hình phạt mà tao nhận được. Thằng chó đẻ, mày cười đấy à? Ê, mày nhìn cái chó gì? Thằng ngu lòng này. Kiryu, tại sao mày lại tìm được nơi này? Thôi thì tao đoán là việc này phải làm theo cách đấy nhỉ. Yeah!
Kiryu. Tachibana, tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã đến quá muộn. Anh không có gì. Phải xin lỗi về việc Kiryu-san. Này Tachibana, anh đừng như thế. Em của anh đang chờ anh ngoài kia kìa. Anh đã chờ em mình quá lâu rồi. Cô ấy đang chờ anh ngoài kia mà. Nishiki, làm ơn, hãy mang Makoto đến đây. Tao đi ngay. Không kịp rồi. Quá muộn rồi. Tachibana. Kiryu-san. Lao gùi. Người đứng sau hắn là Dojima Sohei. Cái gì? Kuze nói rằng Dojima chính là kẻ đằng sau dựng nên toàn bộ câu chuyện này. Hắn ta muốn loại bỏ Kayama. Vì vậy mà hắn ta đã buộc tội cho anh. Này Tachibana. Không, chuyện này không thể xảy ra. Không thể. Tachibana, tôi sẽ giữ cho em gái anh được an toàn. Tôi hứa với anh điều đó. Tôi sẽ giữ cô ấy an toàn dù cho có chuyện gì xảy ra. Chó thật. Chết tiệt. Chó chết. Thật là chết tiệt. Tao chỉ làm những gì tao được sai bảo thôi. Mảnh đất trống, nó không phải là chuyện chỉ của gia đình Dojima nữa. Có người nào đó đang cố bán nó cho tổ chức Omi. Một người nào đó ở trong gia tộc Tojo. Một thằng phản bội. Bọn tao vẫn chưa biết là ai, nhưng đó là sự thật mà bọn họ đang cố gắng che giấu. Nếu như mảnh đất trống rơi vào tay tổ chức Omi, họ sẽ có toàn bộ dự án tái sinh đó. Họ sẽ diễu hành khắp Tokyo, tuyên chiến toàn diện với gia tộc Tojo. Tôi dí vào thèm quan tâm. Kiryu, đưa tao cô gái đó đi. Mày đang suy tính đến việc làm kẻ thù của cả gia tộc Tojo à? Ông mà dám động chỉ một ngón tay vào người Makoto Makimura, thì tôi sẽ đốt cả cái gia tộc Tojo.
Tôi sẽ nghiền nát đến thằng cuối cùng. Đó là điều tôi đảm bảo với ông luôn. Mình sẽ bị nguyền rủa mất. Thằng nhóc đó cuối cùng cũng đã biến thành một tên giang hồ thực sự. Kiryu, anh trai, anh tôi đâu? Anh ơi, anh ở đâu? Hở? Em hiểu rồi. Anh mệt à? Một khoảng thời gian khó khăn, em biết mà. Người anh trai của em. Em về nhà rồi. Anh ơi. Quay trở lại với Goro Majima. Makoto Makimura mất tích. Đã biến mất ngay sau khi người bạn duy nhất của cô là ông Lee đã bị sát hại. Majima đã phải làm việc với Sagawa và Nishitani để đi tìm ra cô ta. Manh mối của họ là một người đàn ông mặc vest trắng đã mang cô ta đi. Các sự kiện xuyên suốt dần đã hướng tới kết thúc. Nó hướng Majima tới một thế giới ngầm tội phạm khác, đó là gia tộc Toyo. Họ đã sử dụng công ty bất động sản tại Kamurocho để Makoto bí mật rời khỏi Osaka đến Tokyo. Để tìm được cô ấy, Majima đã được thả tự do khỏi cái lồng Sotenbori. Và bây giờ anh ta trở lại thành phố mà anh ta cũng từng là một giang hồ cộng cán tại Kamurocho. Nhiệm vụ đang chờ anh ta ở đó chính là giết người phụ nữ trẻ Makoto Makimura.